Vâng, chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với livestream của Sành Đồ Si. Ngày hôm nay Sành Đồ Si sẽ sale đồng giá 159k trên một sản phẩm các mẫu áo len. Từ hai sản phẩm bất kỳ sẽ được free ship. Nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này thì hãy liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 được tư vấn hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của Sành Đồ Si sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ tới 23 giờ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu tới quý anh chị một con len đầu tiên trong buổi sale ngày hôm nay. Một con len của Harvest nha anh chị. Con này cái chất của nó cực kỳ là sướng nha anh chị. Nó rất là dày dặn mà kiểu chiếc vải nó sẽ là kiểu mềm mịn nha anh chị. Đây anh chị quan sát rõ cái cỡ chất của nó này. Đó, con này kiểu dáng của nó sẽ là thiên về áo cổ tim nha anh chị. Phía sau của nó là một màu đen nguyên, còn phía trước thì sẽ được phối các sọc kẻ như ô như thế này. Con này có mã là X195, dài của nó sẽ là 56, ngang của nó sẽ là 47, vai con này sẽ là 39 nha anh chị. Trời ơi, với cái giá 159k mà với cái con len như này quá hời cho chúng ta rồi anh chị ơi. Tiếp theo sẽ là một con len của Alfister. Đây, con này sẽ thiên kiểu len cổ tim nha anh chị. Cái con này thì cái độ dày của nó sẽ kiểu dày trung bình nha anh chị. Đây, form của nó khá là to rộng. Con này thì sẽ có mã là X196, dài của nó sẽ là 74, ngang là 50, và con này sẽ là 49 nha anh chị. Đây anh chị quan sát cận chất vải của nó này. Đây, đó. Tiếp theo sẽ là một con len cũng là dáng cổ tim nha anh chị. Đây con này thì của First Kisper. Đây, nó con này thì nó sẽ không phải kiểu quá là dày dặn đâu, nhưng mà nó thuộc là kiểu vừa phải nha anh chị. Đó. Con này mã của nó sẽ là X197, dài của nó sẽ là 72, ngang của con này sẽ là 44, vai con này sẽ là 46 nha các anh chị. Đó. Tiếp theo sẽ là một con len của Natchezka. Đây anh chị, của Natchezka. Trời ơi, con này dày cực kỳ nha anh chị ơi. Đây anh chị quan sát này, cái chất liệu của nó này rất là dày nha anh chị. Trời ơi, hôm nay 159k một sản phẩm. Sale đợt này là có thể là sale áo len đợt cuối trong năm của Sành Đồ Si nha anh chị. Này, len cực kỳ là dày dặn nha anh chị ơi. Đó, anh chị quan sát cận chất của nó này. Mã của con này sẽ là X198, dài của nó sẽ là 75, ngang sẽ là 57, vai con này sẽ là 51 nha các anh chị. Hôm nay là sale nên là em sẽ kiểu giới thiệu nhanh cho anh chị thôi. Tiếp theo sẽ là một con len của Staris. Đây, con này cũng rất là dày dặn nha các anh chị. Đây, anh chị quan sát cận chất của nó này. Con này len rất là dày dặn nha. Con này thì sẽ có mã là X199, dài của nó sẽ là 78, ngang là 43, vai của nó sẽ là 38 nha anh chị. Đây, quan sát cận chất của nó này. Đó. Tiếp theo sẽ là một con len kiểu dạng cổ bẻ như thế này nha anh chị. Đây, con len dạng cổ bẻ như thế này. Con len của Osnari. Đây. Trời ơi, 159k mà với những con len như thế này mà chúng ta không mua ngay thì rất là đáng tiếc đấy anh chị ơi. Đây, chất của nó rất là đẹp, mềm mịn, dày dặn nha anh chị. Mã của con này sẽ là X200, dài của nó sẽ là 66, ngang là 42, vai con này sẽ là 43 nha anh chị. Phối màu trên sẽ kiểu phối 3 lớp màu nha anh chị. Nên lớp ở dưới của màu của nó sẽ là khác. Em đứng xa một chút thì chúng ta sẽ quan sát rõ hơn cái màu áo của nó. Tiếp theo sẽ là một con len của Fisla. Đây. Trời ơi, cái chất của nó, anh chị quan sát cận chất nó này. Đẹp cực kỳ nha anh chị, dày dặn. Con này sẽ có mã là X201, dài của nó sẽ là 81, ngang của nó sẽ là 52, ở vai con này sẽ là 42 nha anh chị. Em đứng xa thì anh chị quan sát được rõ cái form áo này, khá là dài rộng. Đó. Tiếp theo sẽ là một con áo len, con này cực kỳ là dày luôn nha anh chị ơi. Đây, nó được phối hai màu phân biệt như thế này, là trên là màu đen, là dưới là kiểu hơi ngả xám và viền đen nha anh chị. Dày cực kỳ nha anh chị ơi. Đây anh chị xem này, kiểu nó thuộc kiểu như len đan ấy anh chị. Đây, con này của Chosnano.
Mã của con này sẽ là X202, dài của nó sẽ là 65, ngang của con này sẽ là 51 và vai của nó sẽ là 53 nha các anh chị. Họ áo rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là một con áo của Prosmo. Đây. Áo con này sẽ thuộc dạng kiểu cổ tim nha anh chị. Chất len thì dày vừa phải. Đây anh chị quan sát này. Đây len dày vừa phải nha. Dạng cổ tim. Mã của con này sẽ là X203. Dài tà trước của nó sẽ là 70, dài tà sau sẽ là 74, ngang con này sẽ là 50 và vai của nó là 51 nha anh chị. Và hôm em muốn nhắc lại một lần nữa thì hôm nay là sale nên là em sẽ giới thiệu các cái sản phẩm này sẽ nhanh hơn một chút nha anh chị. Đây, áo len cực kỳ là dày dặn, cực kỳ là kiểu như cầm cực kỳ là sướng tay luôn anh chị. Tiếp theo là một con áo len của Kiss Pro. Đây, con này sẽ thuộc dạng kiểu khoác nha các chị. Kiểu dạng khoác có khi ở khi gài phía giữa ấy. Đây kiểu len khoác nha anh chị. Đây phía sau của nó, anh chị quan sát phía sau của nó này. Đó. Mã con này sẽ là X204, dài của nó sẽ là 69, ngang là 60, vai của con này sẽ là 58 nha các chị. Đây. Đó, cận chắc của nó này. Tiếp là một con áo của Hasporis. Này, con áo của Hasporis. Con này, trời ơi, anh chị quan sát cận chất của nó đi. Chất của nó rất là đẹp nha anh chị, dày dặn nha. Con này rất là dày dặn luôn ấy. Cổ nó sẽ là thuộc dạng cổ tròn nha anh chị. Mã của nó sẽ là X205, dài của nó sẽ là 75 và ngang của nó 54, vai của nó sẽ là 48 nha anh chị. Đây, chị quan sát cận chất của nó này. Đó. Áo phối màu rất là sáng, rất là đẹp. Đó. Tiếp theo là một con áo len của nhà Dunlop. Đó, đến hàng của Dunlop thì chúng ta không cần phải đắn đo gì với cái chất liệu của nó nữa rồi anh chị ơi. Đây, anh chị quan sát có cái chất liệu của nó này. Đây. Cái chất vải của nó này rất là dày dặn nha anh chị. Con này thì con mã là X206, dài của nó sẽ là 71, ngang của nó sẽ là 49, vai con này sẽ là 50 nha anh chị. Con này thuộc dạng áo len cổ tròn nha anh chị ơi. Đây, em đứng xa chị sẽ nhìn rõ cái form áo hơn. Cái chất của nó này. Đó. Tiếp theo là một con len dạng kiểu len dạng khoác nha anh chị. Cái này sẽ là kiểu cho các chị ấy. Các chị thì sẽ kiểu mặc khoác con này ở bên ngoài, tại vì nó có cái khuy ở giữa này này các chị này. Đó. Nó khoác rồi, nếu như gài lại thì nó sẽ thuộc dạng là cổ tim nha các anh chị. Đây. Con này của Linus. Mã của con này sẽ là X207, dài của nó sẽ là 62, ngang là 53, vai của nó sẽ là 49 nha các anh chị. Áo cực kỳ là đẹp luôn. Trời ơi, một con len khoác như này 159k mà không mua thì cực kỳ là đáng tiếc nha anh chị ơi. Tiếp theo là một con áo len của Oris Navy. Đây, trời ơi, con này phải nói là nó dày cực kỳ luôn đấy anh chị. Đây, len mà nó dày kiểu nó thuộc dạng là form là len kiểu rộng, dáng rộng ấy, nhưng mà nó rất là dày nha anh chị. Đây anh chị quan sát là rõ được cái chất của nó như thế nào rồi. Đó, áo dày cực kỳ nha anh chị, phối một cái viền ngang trông rất là nổi bật nha anh chị. Đây, anh chị quan sát rõ cái áo của nó này. Nó rất là đẹp nha. Mã của con này sẽ là X208, dài của nó sẽ là 67, ngang của nó sẽ là 52, vai con này sẽ là 47 nha anh chị. Trời ơi, không sở hữu con này thì quá đáng tiếc rồi anh chị ơi, 159k quá là hời. Sale duy nhất mới có giá này thôi anh chị ơi. Tiếp theo là một con len vẫn là một kiểu dày dặn nha anh chị. Trời ơi, xem anh chị xem này. Đấy, len này con này cực kỳ là dày nha. Mà màu nó cũng là sáng, nó rất là trẻ trung luôn ấy. Cổ áo của nó sẽ thuộc dạng kiểu cổ tròn và cái form của nó cũng rất là năng động luôn anh chị ơi. Đó. Con này sẽ có mã là X209, dài của nó sẽ là 70, ngang là 62, vai con này sẽ là 64 nha các anh chị. Áo rất là đẹp nha. Ôi, đây em đứng xa nhìn rõ form áo hơn này. Áo dày cực kỳ luôn. Tiếp theo là một con len của Oslanches. Đây. Con này cũng rất là dày dặn, độc phối theo cái kiểu là ở trên là dần từ màu đậm dần xuống. Đây. Với ba lớp màu ấy.
Con này sẽ có mã là X210, dài của nó sẽ là 60, ngang sẽ là 47, vai của nó sẽ là 46 nha anh chị. Đây anh chị quan sát cận chất của nó này. Đó, chất của nó rất là đẹp nha anh chị. Tiếp theo là một con len màu nâu nha anh chị ơi, con len màu nâu của Oris by Work. Đây, chất len kiểu con này sẽ thuộc kiểu chất vải len, màu của nó bên ngoài kiểu là tổ ong ấy chị. Đây, len cổ tròn nha, dày cực kỳ, nói chung là nó có dày hay mỏng hay như thế nào thì em sẽ nói cho anh chị như thế, nó rất là dày luôn đấy anh chị. Đấy, con này sẽ có mã là X211, dài của nó sẽ là 69, ngang của nó sẽ là 59, vai liền với tay áo nha các anh chị. Áo này, anh chị quan sát cận chất của nó này, trời ơi, đáng đồng tiền luôn đấy anh chị. Sale duy nhất có thể là đợt cuối năm này rồi nha anh chị, sẽ không có giá này nữa đâu anh chị ơi. Tiếp theo sẽ là một con len phối, một con len kiểu nó sẽ phối một chút chấm màu như thế này nha anh chị. Đây, con này của len Switcher. Đây, form của nó khá là to rộng nha anh chị. Cận chất của nó đây anh chị quan sát này, mã của nó sẽ là X212, dài sẽ là 71, ngang là 55 và vai của nó sẽ là 63 nha anh chị. Áo rất là đẹp nha. Tiếp theo là một con len nhỏ, con này sẽ là len cổ tròn nha anh chị. Đây, một con len cổ tròn nha. Con này thì sẽ là có cái kiểu là nó giống như kiểu len đan ấy anh chị. Đây, cận chất của nó thì anh chị quan sát này. Đó, của Resistman, một hãng khá là nổi tiếng. Đây chị quan sát rõ cái form của nó nhé. Mã của con này sẽ là X213, dài của con này sẽ là 70, ngang là 54, vai của con này sẽ là 49 nha các anh chị. Đây cận chất anh chị quan sát cận chất của nó này, form của nó đây. Tiếp theo là một con len màu nâu nha anh chị ơi. Đây, vải của nó rất là dày mà mềm mịn ấy, kiểu chúng ta kiểu khi mà đụng vào cái vải như thế này thôi, kiểu sờ lên cảm giác đã thấy sướng tay rồi anh chị, cực kỳ mềm mượn luôn. Đó, mã của con này sẽ là X214, dài của nó sẽ là 73, ngang của nó sẽ là 49, vai con này sẽ là 48 nha các anh chị. Đây, áo rất là đẹp nha. Tiếp theo sẽ là một con len màu đỏ đô nha anh chị, đỏ kiểu đỏ mận ấy, đỏ đậm như thế này. Này anh chị quan sát, con này hàng Dunlop nha anh chị. Nói đến của Dunlop thì chúng ta không cần gì phải nghĩ gọi đến cái chất liệu của nó nữa rồi, nếu như anh chị đã từng sử dụng những cái thương những cái sản phẩm của Dunlop anh chị ạ. Đây, có túi ở phía trước nha anh chị. Con này cũng khá là dày nha anh chị, vải cực kỳ là sướng rồi. Con này sẽ có mã là X215, dài của nó sẽ là 72, ngang của nó sẽ là 44 và vai của nó sẽ là 47 nha anh chị. Đấy, thuộc dạng kiểu len áo cổ bẻ nha anh chị. Tiếp theo sẽ là một con len, con này sẽ rất là phù hợp cho cái phong cách kiểu Giáng sinh mùa này nha anh chị. Đây, một con hàng của Pulse Bear, khá là nổi bật, khá là kiểu nó phong cách năng động anh chị. Đó, con này kiểu len cổ tròn, mã của nó sẽ là X216, dài của nó sẽ là 74, ngang là 50, vai liền với tay áo nha các anh chị. Áo trời ơi rất là đẹp, con này mới của nó phải lên tới 95% nha anh chị. Áo rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là một con áo len kiểu dạng bông kiểu xù như thế này, bên ngoài như thế này đấy. Đây anh chị quan sát cận chất của nó này, trời ơi đẹp cực kỳ anh chị ơi, 159k như thế này quá là hời cho chúng ta rồi. Một con áo của Gross by Girls. Đây, em đứng ra để chị xem quan sát rõ hơn cái form áo của nó nhá. Con này có mã là X217, dài của nó sẽ là 60, ngang con này sẽ là 45 và vai của nó sẽ là 42 nha anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh cho chúng ta kiểu không sẽ là không tỉ mỉ hơn so với mọi hôm ấy anh chị. Thì tại vì là hôm nay hàng sale nên em sẽ rút ra rất là nhiều hàng để sale, nên là em sẽ giới thiệu nhanh cho chúng ta. Đây, áo rất là đẹp nha anh chị.
Tiếp theo là một con len cái dạng cổ tim. Con này vải len nhưng mà nó sẽ mỏng hơn một chút so với những con mà em nói là dày tầm vừa ấy. Thì con này sẽ hàng mỏng hơn một chút đây. Nói chung hàng như thế nào em sẽ nói cho anh chị như thế để chúng ta dễ lựa chọn hơn ấy. Khỏi lên lúc nhận hàng thì lại nghĩ là không như mong muốn. Đây, áo cổ tim. Nó là len mỏng thì không phải mỏng nhưng mà nó độ dày dặn của nó thì không phải là quá dày nha anh chị. Mã con này sẽ là X218, dài của nó sẽ là 69, ngang là 42 nha anh chị. Vai liền với tay áo. Đó, áo rất là đẹp nha anh chị. Tiếp theo là một con len dạng cổ bẻ nha anh chị. Một con này kiểu bên ngoài là màu nâu ấy anh chị. Đó, con này của Toros. Đây, nó cũng thuộc dạng dày bình thường nha. Đây, báo cận chất của nó anh chị có thể thấy được rồi. Mã của con này sẽ là X219, dài của nó sẽ là 73, ngang của con này sẽ là 49, vai của nó sẽ là 46 nha anh chị. Đây, cận chất của nó đây. Và cuối cùng là một con len màu xanh nước biển nha anh chị. Con này sẽ thuộc dạng len cổ tròn. Đây anh chị quan sát cận chất của nó này. Con này cũng khá là dày dặn nha anh chị, thuộc dạng len dày dặn ấy. Mã của nó sẽ là X220, dài của nó sẽ là 82, ngang là 56, vai của con này sẽ là 53 nha các anh chị. Cái áo rất là đẹp nha anh chị, cận chất của nó này. Đây anh chị quan sát này. Anh chị 159k trên một sản phẩm, từ hai sản phẩm bất kỳ thì sẽ được free ship trên toàn quốc nha anh chị. Đây. Trời ơi, 159k phải lựa chọn mấy con thôi anh chị ơi. Vâng, và đây cũng là sản phẩm cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Và anh chị nếu yêu thích những sản phẩm này thì hãy liên hệ qua Zalo, số điện thoại chúng em đã ghi bên phải của màn hình. Và anh chị cũng đừng quên nhấn nút thông báo đăng ký kênh Sành Đồ Si để có thể theo dõi những video mới nhất của Sành Đồ Si. Một lần nữa xin được cảm ơn quý anh chị. Xin kính chúc quý anh chị luôn luôn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.